người đến với chương trình Cặp đôi cặp đi mùa 2. Cuộc chiến mỹ vị. Trời ơi, vậy cái từ mỹ vị dành cho em nó chính xác làm sao? Tuần nào cũng nấu những món nó là ngon, nước trứng. Tuần trước là mình thắng đó, nên là mình sẽ không bị trừ 100 đồng. Em có thể mua 2 chai sữa đậu nành thêm nữa được rồi. Không, kỳ này em sẽ mua 1 ký nho Mỹ. Ký nho Mỹ là không có tiền để mua nguyên liệu luôn đó má. Thì mình lên mình xin, mình dùng nhan sắc mình hẳn có, hiểu không? Hay quá. Rồi, tuần trước rất là cảm ơn tất cả mọi người đã bấm tim, rồi tăng lượt view, lượt xem tất cả mọi cái. Mong rằng là mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe để coi chương trình nhiều hơn. Hôm nay cũng như tuần trước nữa nha. Để cho mọi người có thêm động lực làm game hay nha. Rồi, các bạn có thể đóng góp ý kiến qua địa chỉ email là quen thuộc cặp đôi cặp đi @vlineamoc@gmail.com hoặc qua kênh fanship mini game mỗi tuần dành cho khán giả trên fanship luôn. Không biết mình được sau mỗi không? Tập chụp màn hình lại những khoảnh khắc yêu mình thích. Yêu thích nhất hoặc chế ảnh hài hước. Lì có biết là cái gì? Những khoảnh khắc yêu thích của các bạn khán giả là lúc mình xấu nhất không? Đúng rồi, không bao giờ các bạn thích những hình ảnh đẹp. Chụp cái lúc mà mặc như Hà Pá vậy. Là đăng lên là đây có các yêu thích nè, chú thích các kiểu. Những tấm hình đó, những tấm hình được gãi đó chịu nổi. Rồi, đăng ảnh lên kênh fanship hoặc vợ cho fanship vợ chồng bá đạo kèm theo cảm xúc của mình sau khi xem. Công bố 3 bạn may mắn nhận quà từ chương trình vào tập phát sóng tiếp theo. Trời ơi, đây, cái đây tập này bạn. Toàn là các bạn sống trong trang trại không à. Hả? Đầu tiên là bạn heo, thứ hai là bạn cù. Chúc mừng bạn cù. Có bạn trong tủ lạnh nữa, bạn kem. Và chúc mừng bạn kem. Ba bạn có tên rất là dễ thương, heo cù kem. Kem cù heo. Heo kem. Ê, mày. Trời ơi, mấy bạn nói là quả đầu anh Khánh đẹp quá kìa. Đúng rồi, mới nhuộm á. Anh Khánh cắt tóc để quay MV mới chẳng à? Không nha các bạn nha. Theo cái thời đại bây giờ, cái thời buổi đang dịch bệnh và túng thiếu vậy thì chúng tôi không có bỏ một số tiền lớn để quay MV nữa. Đúng rồi. Chúng tôi để dành ăn từ từ cho mọi người. Tụi tôi sẽ đem đống tiền đó về quê và ăn từ từ. Đúng rồi. Sao hò quá vậy ta? Gì vậy? Hả? Gì đâu? Sao á? Con quỷ này. Toàn người quen không hà. Anh Khánh đẹp trai quá, chị My lúc nào cũng dễ thương. Trời, cảm ơn mấy bạn, em còn nghĩ đẹp trai. Trời ơi, nhìn tóc mới ách quá. Thiệt sự luôn, mặt tóc này nhìn giống bác sĩ chứ không có giống... Không có giống. Các bạn biết không, hồi nãy khốn nạn lắm. Kêu bác sĩ mà phát bác sĩ phụ gì đó. Phụ tá, phụ gì đó, tôi không nhớ nữa. Nãy tôi ngồi nghe, cứ nói tôi là bác sĩ phụ phụ. Nè, bác sĩ nào cũng là bác sĩ hết trơn á. Đúng. Tất cả các khoa cũng đều bây giờ là bác sĩ. Bác sĩ là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại đó. Đó, thấy chưa? Mình phải biết tôn trọng bác sĩ, kính trọng yêu thương bác sĩ, hiểu chưa? Dạ, bác sĩ. Trời ơi, cái anh đáp lại luôn kìa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu hai khách mời ngày hôm nay. Có một khách mời rất là quen thuộc đã tham gia vào mùa 1 rồi các bạn, rất là dễ thương chinh tươi. Đó chính là Amy. Và còn một khách mời nữa đó chính là Ricky Star. Trời đất ơi, bài hát đang làm mưa làm gió. Amy kèm theo chiếc áo có cherry. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu đi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Amy và bên cạnh Amy là anh Ricky Star. Và bọn mình rất là vui khi mà có mặt ở cặp đôi cặp đi. Nói thiệt nha, cái điều này tôi phải công bố. Bạn Khánh đứng vô đây đi, nếu mà các bạn nhìn hai cặp mắt của Khánh và Amy á, cởi mắt kiến ra, nó sụi y chang nhau. Nó sụi, có một cái sự sụi nó liên kết lắm nè, nó sụi y xì nè. Nó sụi y chang luôn. Nếu mà đây kẻ mắt nước là nó sụi dài, đúng không? Nhưng mà cái, không? Cái mép mắt trên dưới mắt trái hai người phải tương đồng với nhau. Em không hiểu sụi là gì á. Sụi là nó sệ đó em, mắt sệ. Oh my god. Mắt buồn á em. Mắt hiền á. Không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Mắt của mình là mắt đặc biệt đó. Mắt nhỏ em sẽ nghĩ đấy là mắt đang chen, đang chen. Ok ok. Anh mắt sụi rất là dễ thương, không? Mắt sụi. Cho dù có vui hay buồn nó vẫn sụi, em hiểu không? Ok. Anh mắt sụi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Vicon dành cho khách mời. Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu vũ khí trong mùa 2 này. Game này có vũ khí nữa nha mọi người. Đội host phải cố gắng chiến thắng mỗi tập để được thêm Vicon vào tập kế tiếp. Nếu đội host mà thua thì tập kế tiếp sẽ bị trừ một số ít Vicon. Đó.
Thiệt luôn á, đã nghèo còn biết trừ tiền nữa thì... Cái. Trời, hôm nay tôi thấy một con số rất là mới. Wow, khách mời được 500 Vicon và hai đứa mình được 600. Trời, tại sao không công bằng tí nào cả? Yes, công bằng em nhỉ? Thật sự không công bằng tí nào mà. Chị phải chiến đấu ba tuần rồi đó em, mà hai tuần bị trừ hết 400 rồi tuần này mới lên 600 đó. Ôi trời ơi, tôi nhất không dám nhận em cũng muốn 600. Hai tuần sống khổ rồi đó em. Thiệt luôn á, dành lắm được 600 chùm nho Mỹ 500 đúng không anh? 200 còn 100 mình mua nguyên liệu mình 300 mấy. Bây giờ anh giữ 300 em giữ 200. Vậy là trên tay Mi đang có 500 Vcoin và Mi sẽ lấy 400 còn cho anh 100 nhé. Trời em lấy 400 nhưng mà đưa cho Ricky Star 100 để mua nguyên liệu. Đúng rồi, em nghĩ là việc nội trợ và bếp núc thì nên để con gái cầm trăm này xuống. Đúng trả tiền gửi xe không hết bà luôn rồi. Không, gửi xe là bị mắc gì? Đem cái này xuống đường người ta là người ta đánh chứ ở đó mà ta cho lấy xe. Chỉ có sử dụng được trong cái chương trình này thôi, hiểu không? Không có đem ra ngoài được, đem ra ngoài là chết. Cầm rồi đi chợ đem bo em luôn á. Bây giờ chúng ta có thể nhận thêm Vicon mà các chúng ta chơi game nữa. Ghê chưa? Lại được thêm tiền để đi chợ. Đúng. Game kỳ này có tên là Hạt Đậu Thần Kỳ. Đâu, đọc với anh. Đây. Hai đội sẽ cử một đại diện bịt mắt và nếm các loại hạt đậu khô được chuẩn bị trước và đọc tên chính xác loại hạt mình vừa ăn. Đội nào hoàn thành chính xác sẽ được thêm 5. Phần này em không lấy tiền, em thách anh Nghiêm với chị Tiên chơi. Em cho tiền Nghiêm với chị Tiên chơi luôn á. Đội bên kia đâu có chịu, đội bên kia đang cần tiền mà. Nghĩ sao đậu cái mùi đậu nào không giống đậu nào? Không, đậu nó phải khác chứ em đúng không? Không hả? Đậu nhiều loại đậu nào không thể nào nhớ hết được ấy. Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành. Vậy thôi thì để đàn ông người ta chơi. Không. Trong chương trình này có đàn ông ư? Đúng rồi. Đúng rồi. Không. Ok. Là Ricky giống Khánh là muốn làm đàn ông là đàn ông, muốn làm cái gì cũng được hết. Gọi là muốn biến vạn hóa. Đúng rồi, muốn tôi làm cái gì là làm cái đó. Biến vạn hóa hay vậy ta. Rồi vậy là cử một đại diện bịt mắt đúng không? Rồi. Ôi, cái này phải bịt mắt hả? Đúng rồi, phải bịt mắt. Em muốn chơi hay là để cho những người phụ nữ chơi? Thôi để anh Ricky Star chơi đi ạ. Em rồi. Nghĩ là anh sẽ thấy đứng gồng nãy giờ luôn, nghi lắm. Rồi. Sao lần này thử xong anh Ricky rap về những loại đậu. Những loại đậu. Đó, bây giờ Ricky chơi trước ha. Bây giờ mình có cái bây giờ Ricky với Khánh tẩu xì đi, ai muốn chơi trước? Chơi. Quán tô xì. Từ từ. Khoan để em làm trong tay quán tô xì đi. Không cần nhìn đâu. Không cần nhìn. Đúng rồi. Không cần nhìn đâu. Mình giơ tay lên là được rồi. 1, 2, 3. Giống nhau, tiếp. Giống nhau. 1, 2, 3. Rồi, Khánh thua, Khánh chơi trước. Trời. Ủa? Khánh hả? Đấm vậy. Khánh thắng em chơi trước nha em. Ừ. Giời. Anh Ricky thua rồi. Anh ra hai kéo làm gì? Em đừng lo. Ricky, mẹ đừng lo, trời ơi. Rồi bây giờ ta sẽ cho người, ui, đây. Ôi. Để em lấy cái muỗng nha. Đậu hả? Bây giờ muốn hửi hay là muốn nếm thì hửi chắc cũng ra đâu. Hửi không ra đâu. Đậu cái này chỉ còn nếm đậu. Các loại hạt, yếu lắm. Các loại hạt và các loại đậu nha. Mi ơi, mình sẽ cầm cái loại đậu nào mà bạn cho Ricky. Các loại hạt, các loại đậu. Các loại hạt và các loại đậu. Hạt đầu tiên là hạt đều. Chắc chưa, không ăn luôn á hả? Ê, ở đây nó nhiều loại giống nhau lắm nha. Ủa vậy hả? Muốn ăn không? ăn. Rồi. Nghe nói cái này cũng hạt đúng không? Trời ơi, được mì, chị mì bón mì. Không? Cái gì không, quắc cái đấy là gia vị. Cái gì mà lão quắc đó, có hạt điều là chết rồi. Hạt này hạt điều đó. Ơ kìa. Ngoài giòn trong mềm có vị thanh đạm. Không, nó bị hôi gió. Ừ. Mùi vị này chứng tỏ đã được để không đó khoảng thời gian khá lâu. Đúng rồi. Đã bị rụt. Ăn xong có thể bị sình bụng và phát ra một loại khí độc. Nếu hạt, có hạt... Nào dũng cảm nói ra một cái tên đi nào. Ăn thêm miếng nữa đi. Hạt đậu 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 xanh. Đậu tương. Đậu gì? Đậu gì? Biết nói đậu anh đừng nói đậu hạt xanh hướng dương đi. Hạt hướng dương hả? Không phải hạt hướng dương, cái này đâu phải được. Này đậu phộng mà. Đậu phộng ở đó có tên là hạt bí nha.
hạt bí. Hạt bí là hạt hướng dương. Ủa, bí người ta cũng ăn hạt được hả? Hạt bí là hạt hướng dương đúng không? Không, hạt bí khác, hạt hướng dương khác. Bí là từ trái bí, hướng dương là từ quả hướng dương nha bé nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ ngươi muốn gửi hay muốn ăn nữa? Ăn luôn. Ăn luôn phải không? Không, ba hạt đậu này dễ ăn mà. Rồi hạt này là gãy nè. Hạt này mà không biết nữa thì em thất vọng. Hạt này có tên của một loài của một loài mà đi theo cái gì ta? Trong phim Na Tra có cái con này nè. Na Tra có nhiều con lắm. Cái con này nó đỉnh lắm, nó đi theo cái thằng có một mắt tên là Dương Như Tiễn hả? Hạt ốc chó. Ừ đúng rồi. Quá. Mập mờ mồi từ một bộ phim mà ra được cái hạt luôn hay. Tức kêu hạt ốc thỉ đó ba. Đây, tiếp nữa. Ăn giọng đi rồi đoán. Ừ, cái hạt này quen lắm nào. Có muốn hửi không? Nhiều khi ăn nó khác hửi, nãy hửi được một điều mà ăn học khác đó nha. Hít một hơi và... Đậu này là cái đậu mà nó có màu xanh nè. Đậu xanh hay... Ừ, sai rồi, đậu nành nha em. Thấy chưa, mấy cái đậu là chưa. Nãy giờ đoàn chúng có một thôi đúng không chị My? Đúng rồi. Tiếp nè. Lấy 50 mua chai sữa đậu nành cho My anh ơi. Đây rồi. Đây em sẽ lấy 100 đều luôn. Phải. Đúng chưa? Rồi hạt đều đúng. Cái hạt cuối cùng nè. Cố gắng lên. Ây ui, Ricky ui. Đậu phộng. Em xin lỗi. Không, vậy để tôi sẽ cho ba loại hạt vô đây. Nếu mà biết được hạt gì thì đúng. Trời đất ơi. Ăn đi, em sợ được, chết hả? Có được sờ không? Có được sờ không? Trời đâu có cho hạt gì thấy ghê đâu mà cần sờ. Ừ. Ba loại hạt đó nếm đi. Đậu này mới ăn hôm bữa. Mới ăn hôm bữa luôn. Đậu gì? Chắc đậu. Đây là đậu phộng. Hay vậy. Đậu rồi được, à, hạt gì nữa? Có ba loại hạt lận, tôi bỏ ba loại hạt lận. Trời đất ơi. Ủa tao nhai vô nó có mùi một đá. Thôi chết rồi. Vậy là Ricky Star hơn. Đậu phộng. Nó có mùi, đúng mùi đó thôi á. Không, ba hạt nó không có mùi được. Giờ trộn ba hạt vô nhai cũng có nhiều đó. Bây giờ cho ăn lại một lần ba hạt đó nữa nè. Chia ra được không? Không có chia được, phải ăn một lần ba hạt. Tự chia trong miệng đi. Lẹ nha. Có một cái hạt rất lạ. Đó là hạt biến. Ngậm xí mũi. Còn hai hạt kia là hạt đậu phộng. Một hạt biến, hai hạt đậu phộng. Một hạt đậu phộng đã được bóc vỏ, một hạt đậu phộng thì chưa. Bậy rồi nha. Xíu nữa đúng rồi. Có hộp đậu nành nữa, mới ăn đậu nành xong mới đáng sai. Sao mình không lấy đậu nành? Trời ơi, cái hộp đó hộp đậu nành đó hả? Sao nó y chang nhau trời. Rồi thôi, bạn đã có ba đúng. Hai đáp án. Bạn đã có hai đáp án đúng. Đáng lý là cuối cùng phải hộp đậu phộng thôi. Nhưng mà tại vì đồng đội của bạn hại bạn nói đậu phộng nên tôi phải chọn ba loại hạt lại. Mì. Rồi bây giờ tới Khánh nè. Lấy qua cho ăn rồi. Em có muốn đút Khánh không Ricky? Hạt ốc chó hả? Đây. Không nên xài chung muỗng nha. Ừ xài. Tình hình là rất tình hình. Từ từ nha Khánh. Đâu mình nói giọng kiếm hiệp coi. Tuy là tình hình có vẻ khó khăn. Trời ơi cái hạt này tôi chưa biết cái hạt gì luôn. Tuy là tình hình hơi khó khăn. Mà có đưa ba phòng bậy nha kia ơi. Ok. Tuy là tình hình hơi khó khăn nhưng mà cũng không cần phải cố gắng đâu. Khó lắm thì cái này có cái hạt. Này hạt này em chưa bao giờ ăn qua hạt này không biết luôn á. Nghe cái âm thanh đó không mọi người? Giòn ghê luôn á trời. Giòn rụm sắc sảo. Nó bự. Bự là chắc rồi đó, tại nó ăn vô miệng miếng nó bự mà. Thà bá lạnh luôn á. Gì? Thà bá gì? Thà bá lạnh luôn. Thà bá lạnh. Không thiệt, bây giờ bịt mắt vô mới biết ăn đậu là nó như nhau luôn. Quý vị chang nhau luôn. Sao mà tôi tưởng cái đậu kia mà nó lại ra cái đậu kìa. Anh nói đi, hạt gì không cần không biết về đậu đâu. Nó bự lắm. Trời ơi. Nếu mà hạt mà bự như vậy là chỉ có một hạt mà tôi thường hay ăn thôi. Sao không chị cười? Đó là hạt đậu, hạt
Tôi thường hay ăn mà suy nghĩ lâu vậy? Hạt điều đi, chứ là cho là hạt điều đi. Không phải sai rồi, hạt mắc mắc ca gì đó em cũng không biết hạt đó nữa. Hạt mắc ca bây giờ mở mắt ra ăn cũng không biết cái hạt đó là hạt gì. Hôm nay em ăn rồi, ngon cực, nó tốt cho sức khỏe lắm mọi người ơi. Y cái hạt này dễ quá nè, không lấy hạt này đâu, lấy hạt này. Mà anh Khánh ăn cũng không biết hạt gì, ủa hạt đó hạt gì á? Trời ơi, thôi xong rồi, em lỡ chọn thế luôn, anh cũng toàn phải những cái hạt kiểu khó nhất quả đất ấy. Khó lắm. Nhờ đi chương trình này mới biết cái này là cái hạt luôn á chứ. Thiệt á. Giống khô mực thì. Giống như kiểu là em nên đi diễn hài, không nên làm rapper nha. Khuyến cáo nên đi diễn hài, còn là mặt hề lắm, mặt rất là hề luôn. Mặt như Tề Thiên vậy đó. Đâu đóng vai hoàng tử được. Ơi bậy. Lo nhai đi, đừng có cười. Nó đòi đóng vai hoàng tử thì động trời. Mặt nó cười là mặt đó cười. Nước ngoài đúng không? Ừ đúng rồi. Đúng rồi, cái hàng này là phải tưới nước ở khu vực ngoài của nó. Nó bị bệnh đó anh, mặt nó bệnh lắm, bây giờ mặt nó bây giờ bệnh, nó cười như con khỉ trên bàn luôn. Đang đắc thắng đó mọi người à. Nha. Một cái hạt hạt cappuccino. Cappuccino ono tiếp theo nè. Cái hạt đó là hạt gì em, đọc lên. Cái hạt này là cái hạt gì? Hạt hồ đào. Hạt này không phải nước ngoài mà là tưới nước cái vùng xung quanh ngoài của nó. Ôi, chị okay. Em bảo đã là anh đoán trúng một hộp nào luôn á. Chị My đã bao giờ ăn hạt này chưa? Chưa, chị chưa bị ăn hạt đó. Thật sự là bọn mình chưa bao giờ ăn mấy hạt này. Có coi. Ê, riêng cái hạt của ông Khánh, cái cục hạt nào hạt này bự chà bá nữa luôn. Đúng rồi. Cái hạt, hạt gì? Đây là cái hạt này dễ này. Đây là cái hạt mà nó nằm ở bên trong viên kẹo M&M. Đúng rồi, chính xác. M&M không biết hạt gì đâu. Còn tên là gì? tên gì mới được. Mình chỉ nhớ là viên kẹo nó đủ màu nè, nó có chữ M. Đúng rồi, nó có chữ M, màu đỏ và vàng. Nó ngọt nữa. Không, bây giờ đội em có chấp nhận cho chị gợi ý không? Khó quá trời gợi ý cái gì. Sao em? Gợi ý đi. Ừ. Hạt này thôi, anh chưa đoán trúng cái nào. Hạnh nhân đúng rồi. Không. Hạnh nhân. Chúc mừng đã trả lời đúng. Còn chưa gợi ý nữa. Chưa gợi ý luôn, tôi định làm cái trò gợi ý thật là đặc biệt. Mày nhai xong đã hỏi thơm lên. Sao ba cái hạt dài dài, nhọn nhọn được không vậy trời? Hạt này nó cũng dễ hết trơn á. Ngon không, thơm không? Quen vậy ta. Đúng rồi, hai hạt trước cũng mùi chang vậy luôn. Quen nhưng mà nó dắt ghê luôn. Nó dắt nhỏ đi vòng vòng luôn. Ý, anh đeo hình cái con gấu mà học nhìn ngu lắm, nhìn mặt ngu lắm. Nhìn mặt ngu lắm. Rồi, chịu em. Đây là hạt nhân. Hạt nhân là gì? Mới là cái mới nói nãy luôn á. Là sai luôn đó. Sai luôn rồi đó. Hạt nhân á. Anh muốn biết hạt này hạt gì không? Hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười. Khó quá, không được. Này, còn cái nào nữa không? Còn này nè. Ô, hạt này dễ lắm nha. Mà hạt này nó phải là nó mọc theo cụm nha. Theo cụm nha. Ủa nhiều vậy. Nó mọc theo cụm đó. Mà khoan. Theo cụm á. Cái này thì tôi biết cái hạt này. Tại sao tôi nếm được cái vị lợ lợ giống như vị nước miếng mà ai cắn cái hạt này ra bỏ gì? Yêu. Ây đúng rồi. Ê, ekip. Tại vì muốn ăn cái hạt này là phải có người bóc vỏ. Đúng rồi. Ai trong ekip ai là người cắn cái hộp ra để vô đây? Sao anh là anh ai? Đi tập cái vẻ không biết mà đang mùa corona không hả? Mà bất vệ sinh như vậy. Hạt này hạt gì? Hạt dương. Ai đúng rồi. Mà nó hướng về hướng nào? Hướng dương. Hồi đem vô đây, tránh anh. Lây la. Không nên làm rapper cho tôi kiến nghị nha. Ai quản lý của ẻm nên cho ẻm đi diễn hài kịch nha. Không, mà anh ngu không? Đéo này mà anh ngu lắm. Cuối cùng là đội em được hai đội của đều ngang điểm Amy nhau. Đều ngang điểm nhau, đều 2 điểm. Hai đội được thêm 50 Vicon. Yeah. 50 Vicon là đủ. Ủa, thêm. Ủa, là ngang nhau hả? Đủ thêm mua một trà táo được và 50. Một trà chuối. Trời ơi, có 50 mà cực quá à. Mấy, trời ơi, mấy bạn kêu là hạt bụi nhỏ. Thôi đâu đi đậu đại học. Giờ thất học hết rồi, đại học gì nữa. Con chị Hồng mới học lớp 1 thất học luôn rồi kìa. Bé học lớp 1, đó, nửa năm lớp 1. Chưa học xong cái chữ gì hết trơn á. Tự nhiên giờ bắt nghỉ mấy tháng luôn, con nhỏ luôn. Đã học giờ luôn, thiệt luôn á. Thật sự thương ý. Bình thường đi học liếc ngang cái là mất căn bản rồi. Giờ nghĩ cái này không biết làm sao. Thiệt luôn. Thật chán đơn, dễ hôm sợ. Hôm nay à, bàn bạc với nhau xem nấu món nào.
Vậy mình nấu theo các loại hạt đi. Ủa? Thôi em đâu có nhờ. Đúng không? Đâu. Nếu mà ngày hôm nay chủ đề là hạt thì mình nấu theo các loại hạt đi. Sorry. Ở dưới quê Khởi My có món hột điều lạp xưởng ngon lắm. Của cô gì mẹ con quên rồi. Cô Thủy đúng không? Rồi, Khánh đọc thực đơn nè. Cô Thủy. Khánh sẽ mở thực đơn và đưa My đọc. Cuối tuần sắp đến mà đám bạn quỷ yêu chuẩn bị hẹn hò nhau qua nhà ăn uống. Trời ơi, không nên tụ tập vào mùa này nha mọi đúng người. Đúng rồi mọi người. Vậy thôi mình bỏ món này luôn tại không được tụ tập mà mọi người. Mình nấu món khác. Không, mình nấu đi. Rồi. Sau khi hết bệnh thì mình sẽ... Để cô Tiên tên là chị Tiên góp ý. Trời dễ sợ, bà dám xưng bà cô Tiên luôn, trời ơi. Chị Tiên đang xiết khô người đúng không chị Tiên? Gửi ý cho hai đội hai món cực nhanh, cực gây nghiện. Ui, lạp xưởng hạt điều, cật heo xào hạt ốc chó. Ủa món này lạ. Ôi, toàn là món lòng mè. Không. Tuy nhiên đội nào bốc thăm chúng món lạp xưởng hạt điều thì chỉ có 10 phút làm thôi, vì món này nhanh. Wow. 10 phút, anh sẽ cắt lạp xưởng trong vòng 5 giây. Mày gan lắm. Thằng bé này gan lắm. Lúc đó em gọi xe cứu đợi sẵn ở dưới. Anh đâu có nào là kêu lên liền. Đây nè, lạp xưởng trong 5 giây này đó. 5 giây lạp xưởng. Rồi, vậy chúng ta sẽ bốc thăm đúng không anh? Đây, bốc thăm. Hên xui nha, chứ chị là chị định nhường hai đứa lạp xưởng. Ok, bốc thăm thôi. Ủa sao anh lúc nào cũng kỳ vậy? Ồ, anh? Đúng luôn em thiệt ơi. Thiệt luôn á. Cực heo xào ốc kì chó. Kìa. Cái này là dễ. Làm xưởng diêm hạt điều. Chờ món này dễ lắm, món này mà giơ tay chị là 5 phút thì xong. Món này, từ đây món này chỉ cần mua hạt điều, mua lạp xưởng xong bỏ vào nồi xong. Ờ là xong hết. Là xong. Tính ra là mình còn phải nấu nó lên chứ không phải là mình bỏ vào nồi mình đóng nắp. Thì con bé nó lại khá vậy đi. Rồi bây giờ đội tôi lên bực mua cật heo này giờ sao đây? Thế còn nguyên liệu phải có nha. Khánh làm được phải không? Rồi ok, đem mình để với con đi rồi mình xuống mình mua. Bây giờ chúng ta sẽ đi chợ liền tay rinh ngay nguyên liệu. Ok, xuống đi chợ đi mọi người ơi. Đi chợ là chúng ta có 15 phút mình đi chợ nha. Đây vỏ đây. Để chúng ta không xài bịch ni lông nữa. Ôi okay, em vui quá. Em vui quá. Đi chợ em ơi. Mày có cần phải mang vi coi xuống không ạ? Không, không cần em. Ở dưới họ chốt vô cái máy tính rồi. Đi chợ. Đi chợ. Xách theo cục nợ. Đưa xem điện thoại. Trời ơi, trà sữa đề quề quá nè. Được rồi. Bây giờ anh quay phim của em đi nhanh hay đi chậm vậy? Anh nói một tiếng đi. Từ cách anh đối xử với em vậy em sẽ đi nhanh nè. Trời ơi, hù, té chúng em. Em ập vô anh quay phim cái là ăn cho hết. Tôi giới thiệu với các bạn, siêu thị ở đây các bạn nhân viên rất là dễ thương, hay cho tôi tỏi lắm. Nguyên liệu 4 cây lạp xưởng 300g hạt điều, tỏi, dầu ăn, nước mắm và hạt nêm. Hôm nay có một bạn phụ mới nè. Dầu ăn có rồi nè, tỏi chưa có nè. Hạt nêm có rồi nè. Giờ lạp xưởng nè. 4 cây lạp xưởng nha. Hạt ốc chó đâu ta? 4 cây lạp xưởng 300g hạt điều đây. Phần này, hạt ở đâu nhở? Này mới có 250, thiếu mất 50g rồi. Thôi 250 cũng được rồi. Ui 115 coi rồi. Anh tìm lạp xưởng đi. Đấy, cái này phải lạp xưởng không? Ê, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm mình có rồi đúng không ạ? Đúng rồi em. Chỉ cần tỏi thôi nè. Ốc chó. Ôi mọi người ơi, mua thêm ít nhãn đi. Nóng lắm mà. Nhãn nóng à? Em nhìn nhãn thèm ghê. Mua đi em. Mua đi, nếu mà em nhắm em còn dư tiệm cứ mua. Không sợ gì hết. Em còn dư. Mua đi. Mua luôn. Giờ hạt điều, lạp xưởng với nhãn bỏ vô chảo xào đều ra. Đúng rồi. Nhớ nhà mua cái gì là phải nấu đúng ở đó nha. MC ăn mà mình đâu lo. Hứa nha, mua cái gì nấu ở đó nha. Trời ơi, động trời ghê vậy đó. Ủa lạp xưởng đâu rồi? Lạp xưởng. Hỏi đi, anh hỏi. Xào gì ta? Quang mang quá này, hạt điều nha mấy đứa. Đúng rồi, mà nó có 250g mà nó thiếu mất 50g của mình rồi. Thôi được rồi, cho 50g thôi. Nè anh bỏ đây nè anh. Chó. Hành. Dạ vâng. Hành lé hả? Anh Ricky ơi. Ơi, em. Lạp xưởng đây rồi, hình như mình vẫn còn tiền đấy. 159 vi coi. Còn cái này là 100 bao nhiêu ấy. Không biết mua cái gì luôn á mọi người. Mình có từ 600. Tại vì cái món nào không biết mua gì hết trơn á. 500. Ừ, mua em. Mua cái gì em ăn đi. Rồi. Ai thôi, hay là anh cắt đi cho em. Bây giờ tôi quyết định rồi. Trong cái mùa dịch này gia đình đang túng thiếu, mình lợi dụng chương trình mua tỏi. Kiếm cật đi. Tỏi. Ăn kỳ trước là mình mua rong biển.
mình mua rong biển tẩm mình ăn. Chị mua thêm đúng không? Ừ, chị mua rong biển tẩm. Em biết mà. Rất là bổ nha. Tôm hay rong biển ớt ta, rong biển tôm đi. Tỏi. À, tỏi đâu ta? Tỏi ở đây. Tỏi nhân viên thử. Trời ơi, đây là cái. Cái này là gừng em ơi. Mê khật nè, mê. Đã đấy. Rồi. Đây rồi, tỏi đây. Hai miếng cọt nha mọi người. Cọt heo. Nhưng mà mua cái nào rẻ thôi, tại sao không đủ tiền? Mua gì đây trời? Khô bò không mọi người? Cái này không phải tỏi. Khô bò, tông khói, tiêu cây. Mà không có bán lẻ à? Không, không bán lẻ đâu. Ok, khô bò tông khói tiêu. Mọi người ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong hết rồi. Và mua thêm được một chủ nhãn nữa. Không biết là có đủ tiền hay không nữa. Không biết, lên coi cái đã. Ok. Nhưng mà bây giờ thanh toán tiền đúng không? Xong rồi, anh thanh toán tiền chưa anh? Cái đâu vậy? Chị My ơi, thanh toán tiền đúng không? Đúng rồi. Sao mình trả bằng cái gì? Anh muốn mua thêm gì? Không, lên, hay là mình lên luôn. Mang lên luôn nhá. Muốn mua một cái gì đó làm của riêng được không? Tính tiền đúng không? Em kêu mua chùm nho đi. Ok, sorry. Mua nho lên nước ăn hả? Trời ơi. Bé em mua chùm nhãn rồi mình ăn ké, em mua nhãn ké. Ôi, em đang sợ kiểu thiếu tiền đây này. Thiếu tiền là chắc rồi đó cưng. Mình có bao nhiêu ta? 550 phải không? 550. Ôi dư em ơi. Bé thiếu tiền là chắc rồi. Thật điều. Bơ ngon quá nè. Ngon. Bơ này bơ sáp hả ta? Ai ngon. Từ từ coi mình coi bơ sáp đây nhiều ký. Bao nhiêu ạ? Bơ năm lóng. Ủa bơ năm lóng là bơ gì ta? Xưởng tôm nè. Trời ơi, 139.000 ký luôn á. Đây kìa. Hay là một trái ta? Này lạ nè em. Đâu? Đổi hả? Nè. Này bao nhiêu vậy nhỉ? 139.000. 139.000 hả? Nè, một này bơ năm lóng không được tiền đâu. Một ký một trái. Không được coi. Wow. Là mắc hay rẻ? Ai biết đâu. Mình lấy, okay. Mình lấy bơ dưới quê lên bát đúng không? Ừ đúng rồi. Bơ gì? Nhà em ở dưới quê nhiều bơ lắm. Em định coi giá cả thị trường trên này sao rồi em lên đây bán bơ. Mọi người ơi, My háo hức quá, My sắp được nấu lạp xưởng. Bạn tính tiền ơi, bơ năm lóng mà bơ gì sắp ăn nhà ảnh. Nhưng mà nghe kiểu lạ nhở. Ờ anh cũng kiểu chưa ăn bao giờ. Kiểu rất là lạ ấy, kiểu chưa bao giờ ăn kiểu lạp xưởng. Không, ở đây có dấu sắc đàng hoàng bơ năm lóng. Vậy là phải bớt tiền rồi, không ta sẽ tung tin này ra thị trường. Bơ năm lóng rõ ràng. Bữa nào đã thanh toán tiền xong chúng ta có thể bơ năm lóng rõ ràng. Bếp ở phía trước. Ok. Ok. Mấy bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương. Hay cho thêm đồ lắm. Cho thêm tỏi. Cho dễ thương hết, cho hết dễ thương. Trời. Ok, 300. Ôi dồi ôi, bọn mình thừa tận bao nhiêu coi cả. 344 vi coi à, bọn mình có tận 350. Thừa bao nhiêu vi coi? Cái món đó là để dành cho em thừa 150 vi coi. Chết với tôi. Thừa có 150 vi coi. 200. Đi chợ về là đi chợ về. Dư quá tiền luôn. Rút kinh nghiệm dành cho những người tập tạ không nên ăn heo nên tôi đã mua khô bò xong khói tiêu đen. Sữa đậu nành không có đường lên pha miếng đường quất ngon lành luôn. Mọi người ơi, vậy là My về cả quay vô cái bạn này cho tôi, quay vô cái bạn này nè đó. Không trước, chị Khởi My và anh Kevin Khánh rồi. Hương à. Chưa có xin gì có luôn á, không có xin gì luôn á. Trời ơi, miệng lưỡi đâu. Không có xin gì luôn á. Em trước theo dõi mình, được đối phương ở đây. Đây một mình đọc comment của tất cả mọi người nhá. Lẹ lên, mau lên, đưa cái nước vô mặt người ta. Chị My dễ thương. Mua sữa ốc chó đi cho hợp món ăn. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà sữa đâu có xào được. Sữa đâu có xào được. Đi chợ gì rồi. Tất cả mọi người thân mến, thường ngày những món ăn như mì xào, các món thường lệ mọi người còn không dám ăn, thì hôm nay tôi nấu món này xong mọi người dám ăn. Trời ơi. Nhìn My muốn cắn ghê kìa. Nhìn chị My. Thì nhìn tôi muốn cắn. Các fan comment như thế. Ôi ơi. Lần thứ hai chị mua chậm hơn rồi. Thơm không? Thơm cực kỳ luôn. Như nướng sẵn rồi. Ui thơm lắm ý. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ đọc comment của các bạn nha. Cừu ơi, bạn có ở đây không? À, bạn Cừu bị đem đi làm lông rồi nha mọi người. Amy dễ thương quá kìa. Không ai khen hai nam luôn á.
không ai khen hai nam một câu nào luôn. Thôi, tại vì hai nam không nam thể đứng dễ ở đây á, hai nữ mới đẹp á. Đúng rồi, tại vì hai nam không thể dễ thương bằng hai mi được. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người ơi, mi mới mua được chùm nhãn. Trời ơi, sẽ mời mọi người ăn khi mà bọn mình nấu ăn. Nhưng mà chị Khởi Mi bảo là rất là nóng. Đúng rồi. Ăn nhãn nóng lắm á. Ăn nhãn nóng. Để anh ăn cho. À nè, những cái nè, ăn nhãn là có thể gây ra bị kiết nè, không đi ị được nè. Nóng trong người, nước tiểu vàng nè, viêm họng nè, mắt có gàng nè. Đó, đó là những thứ mà mình ăn nhãn không nên ăn nhiều nha mọi người. Sau ngày hôm nay thì các fan không dám ăn nhãn luôn. Dạ, để kèm theo với Amy thì em mua thêm khô bò tiêu đen cho nóng hơn nha mọi người. Trời ơi, còn quá trời. Không, ăn luôn. Chị My còn mua thêm cả rong biển cay mọi người ạ. Thư rong biển rất mát nhưng không, đây là rong biển cay nha. Tiếp theo là sữa đậu nành này. Sữa đậu nành uống vô cho những thứ bự, cần bự và siêu mát nha mọi người. Tiếp theo, chúng tôi có một hộp hành phi. Trời ơi, một thấy hộp bên kia mua ốc, quá trời. Chó. Hai cái cật heo. Một nấm. Hộp nướng. Mình mua đúng hạt điều không vậy? Hành. Hành. Hết. Hết. Vô. Dạ. Đó. Đúng gì? Đây là hạt điều hỏi đúng đáp siêu đầu bếp hả? Ui, game. Hỏi đáp siêu đầu bếp kìa. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần hỏi để cho chúng ta biết thêm nhiều kiến thức về cái nguyên liệu chính của ngày hôm nay, đó là ok. Hạt. Bây giờ cả bốn bạn sẽ cùng nghe câu hỏi và cùng trả lời. Cái người trả lời sai thì sẽ bị ăn búa giống như tập tuần trước. Ok, cái búa đâu? À, là ăn búa. Đâu? À, xí cây bự nhất. Búa này nha mọi người, quýnh hết ga không sao, hư gãy tuần sau mua cây mới nha. Cho em cái màu hồng được không? Trời, thích quýnh mấy đứa này mặt hề hề lắm. Ừ. Trời đất ơi, Mi thích màu hồng mọi người ạ. Mấy đứa này mặt hài hài em khoái quýnh lắm, kỳ lắm. Sao nghe bất an dữ vậy trời. Thiệt luôn. Mấy đứa mặt hài hài em khoái hiếp lắm. Rồi vô nè. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Chúng ta sẽ có 4 câu hỏi và câu hỏi đầu tiên là: mẹ nhờ các bạn đi chợ mua hạt khô giúp, thì theo bạn cách lựa chọn các loại hạt khô nói chung nên là gì? A. Hình dáng đẹp, kích cỡ đều đặn. B. Hạt to, tròn, căng mẩy. C. Bóp vào thấy mềm mềm. Thiếu một cái rồi, hạt khô là hạt phải khô. Đây không có dữ liệu hạt phải khô. Mua hạt khô mà không có hạt nguồn khô luôn. Đọc lại dữ liệu A cho em nghe đi. A. Hình dạng đẹp, kích cỡ đều đặn. B. Hạt to, tròn, căng mẩy. C. Bóp vào thấy mềm mềm. Ơi, đã hạt khô mà bóp vô mềm là hạt hư rồi. Đúng, là hạt đúng là rồi. Không, mình đừng có nói để bên kia chọn người biết sai đúng chứ. Đáp án A đó em. Anh dụ bọn mình đấy. Đáp án B. Dùng mình đúng rồi. Đáp án B. Rồi tụi em được đáp án A. B. Và B. Trả lời đúng chính là đáp án A. Thấy A. Chưa? A đó. Thấy B. Tự nhiên căng tròn mà. Căng tròn bóng là nó còn nước nó mới căng tròn. Mình sai. Thấy chưa? Tụi nó thích đánh mấy đứa này lắm là trời cho tụi đánh liền. Nhưng mà chị My lại đi thẳng ra anh Ricky Star, chắc là vẫn thương My đúng không ạ? À? Đúng rồi, em thì phải đánh anh chỗ khác. Còn đi thằng bé này. Cầu nguyện cho anh đi My ạ. Nhìn cái mặt thấy ghét. Không. Cầu cho anh đủ mạnh mẽ để chống chọi với một cái búa màu hồng đó. Đánh cái. Còn con này bỏ nhà theo trai. Nghe bên kia chọn B, đúng em? Không, anh chọn A mà, dụ mà. Anh chọn B xong rồi, anh nghe đọc đáp án A, chọn A đúng không? Chọn A không mà, đẹp chứ. Cho em thử cái đồ giật điện, nếu mà nói dối là bây giờ coi. Lát đi, đang quay trễ giờ, người ta nấu ăn. Không có trễ giờ, chương trình dài lắm, quay tới 8 giờ cũng được nữa. Trời về ảnh buồn ngủ kìa, anh gian mở mặt, không ngồi nó quay. Anh Trường không có buồn ngủ. 4 số rồi đó. Quay cái gì mà 4 số, quay có một chương trình này thôi à. Bỏ tay vô thử liền, nhanh lên. Anh có nói xạo vợ anh không? Ơ, chị My. Tay kia. Ừ, tay, bỏ vô. Ủa, em chắc là em dùng cái máy này luôn ý. Anh có nói xạo vợ anh không? Đâu, bấm coi. Không chưa? Rồi, gì? Anh có nói xạo em không? Có. Rất là tự tin. Mình là đàn ông mà. Một pha cảm tử không hề nhẹ. Đó. Nó không giật luôn, vậy là đó. Không có nói xạo. Đó. Vậy là nó không giật. Nó không giật. Ủa vậy là nó không giật là. Mà tôi, nó nói có là tôi, sao? Là tôi nói xạo thiệt. Đúng rồi. Nói chung là
Thật thật giả giả, không ai biết được cái gì đâu. Sao nó dắt em quá vậy ta? Rồi, tiếp tiếp. Ôi, vào trong nhà này, trời ơi. Rồi, câu tiếp theo chúng ta cũng có 4 đáp án và lần này các bạn sẽ lần lượt đọc đáp án của mình nha. Rồi, mình sẽ không có đọc đáp án theo đội. Ok. Rồi, chị Tiên nhớ mang máng về cách bảo quản các loại hạt khô. Các bạn có nhớ cách chính xác nào sau đây hay không? A. Phơi nắng cho khô rồi hút chân không. B. Để trong thùng gạo để hút ẩm. C. Để trong hộp kính nơi thoáng mát tránh ánh sáng. D. Gói lại trong giấy báo và bỏ tủ lạnh. Theo kinh nghiệm của Khánh là Khánh đã từng mua rất là nhiều loại đậu để dành ở trong tủ. Và nó bị móc hết luôn mọi người. Không, không phải nó bị móc mà là nó bị cái con gì á. Con ngọt, mọt, ăn. Là tức là để bình thường là không được. Là phải là một trong ba cái cách A, B, C thì phải. Còn D là không phải. D là có đáp án, đáp án rất ngu luôn. Đúng rồi, tiện cái bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh có điên không? Bỏ tủ lạnh hành nó cứng sao mà nhai. Rồi cuối cùng sao? Em chọn trước đi. Đó là cái D. Em thì rồi đó. Mẹ em hay dạy em là nên để ở những nơi thoáng mát ở ngoài. Là đồ khô cho nên là phải để ngoài chứ không phải không được để vào trong tủ lạnh. Thì em nghĩ là đáp án sẽ C. Khoan từ từ. Chào không em? Chào. Mỗi đứa một đáp án riêng. Em chọn phương án nghe là câu hỏi một lần nữa. Không có đọc lại một lần thôi. Đọc đây, đấy đây. Thì nãy đọc lại được mà. Trời ơi, chương trình chỉ có từng này thời gian thôi. Mỗi lần mỗi khác. Đấy, đấy đây. Nãy kêu mới quay tới 8 giờ. Không, chị đổi ý rồi quay tới 7 giờ. Cái gì mà nói lại được mà. Cái trời, còn đem cái này lên giật điện anh được mà là dư thời gian đó. Là nãy nhớ cái gì mà đem lên nóc nhà rồi phơi khô rồi xong mà hút chân không. Em chọn cái đáp án đó đó anh. Đáp án A. Đáp án A. Chân không, chân không A. Em luôn A. Và đáp án chính xác đó là C, để trong hộp kính. Yeah, I'm the only one. Yeah, là người duy nhất đàn trùng nha mọi người. Hay rồi đấy. Đánh anh đánh giùm chị này, giờ chị không được đánh. Vậy. Ghê vậy. Đánh cái đít cho chị mạnh lên. Đúng nghe là để nóc nhà là đúng rồi đó. À, đúng rồi, để nóc nhà mèo. Mình nãy chị đánh em rất là nhẹ nên em. Được. Đấy, thì chị yêu thương. Ghê vậy. Cho em biết. Đó, cho chết. Mạnh lên em. Ok, ăn thông tin nè. Trời chưa. Sao nãy nhảy bén đột xuất vậy trời? Nhảy bén đột xuất. Rồi, còn gì nữa không? Câu hỏi tiếp theo. Anh Nghiêm thấy mọi người hay bàn cách làm sữa từ các loại hạt để tốt cho sức khỏe. Theo bạn thì chúng ta nên làm sữa từ các loại hạt nào dưới đây? A. Dưa. B. Hạt bí. C. Hạt đác. D. Hạt ốc chó. Ủa từ từ. Ha. Có ơi. Tôi chưa bao giờ uống sữa hạt bí và tôi biết uống vô là cỡ nào ngày mai tôi cũng đổ ghèn. Sữa ốc chó là có nè. Ốc chó là có nè. Ốc chó là có. Sữa. Ốc em chó. Cứ nghĩ là sữa đậu nành không có trong đấy. À, không quá. Sữa đậu nành. Ốc chó, ốc chó, ốc chó. Và ốc chó, ốc chó. Em chọn là ốc chó và một số loại sữa khác. Ốc chó, ốc chó. Đừng có cười. Mọi người cười làm anh hiểu lầm. Ốc chó. Em nói em chọn đáp án ốc chó. Kết quả chính xác đó là D. Ốc chó. Đồ. Tôi nói ốc chó là đúng rồi. Ổng công bố kết quả mà ổng cọc cọc à. Thì ổng cọc mà không hiểu luôn. Mình vui tính thôi chứ mình không. Câu hỏi cuối cùng. Dạ. Tổ giám khảo mấy ngày hôm nay cãi đi. Nhau chưa biết ta. Đúng. Ủa cãi nhau hả? Vậy bữa nay có lên quay không? Cãi nhau gì anh? Cãi nhau mà muốn dạ, gì? Xin mời chú ý nghe câu hỏi ạ. Dạ. Dạ. Tổ giám khảo mấy ngày hôm nay cãi nhau chưa biết ai đúng ai sai khi không biết loại hạt nào dưới đây thực chất là quả trái của cây. A. Hạt ngô. B. Hạt lúa. C. Hạt dừa. Hả? Anh đọc câu hỏi là vậy cùng dùng cái hình dung là cái gì? Theo các bạn thì loại hạt nào sau đây thực chất là quả của cây? Quả của cây? Đúng rồi. Trái của cây đó. Hạt ngô. A. Hạt ngô. B. Hạt lúa. C. Hạt dừa. Trái dừa. Sao mà qua mắt tôi được cái chứ? Trái bắp, trái dừa. A và C. Ốc chó. Không có hả? Không có chó. Không có, kết quả đó là cúp trước rồi. Không được chọn gì. Vậy là chắc ngô đi, tại vì ngô ở trên cái. Có trái dừa nữa nha. Ủa mà dừa đâu có hạt đâu. Ừ, ngô. Có hạt, vậy là trái dừa luôn. Ủa dừa A, có hạt hả? A với C. Không biết Ricky với lại Amy thì Như trên. A. Mi. Nói chung là A, B, C đó, em chọn đại cái nào đi cũng được. A đi. A. Kết quả là ba loại hạt trên, loại hạt nào thực chất cũng là trái của cây. Đúng rồi, đúng rồi. Là mình không đúng đó. Là mình không đúng. Mình đúng đó.
mình cũng đúng nhưng mà mình đúng ít. Vậy giờ tất cả mọi người đều đúng hết rồi, đánh ai? Đánh anh Nghiêm. Đi xuống anh Nghiêm là người đặt câu hỏi mà. Quất liền. Quất liền. Hết chưa anh Nghiêm? Dám đâu. Vậy anh Nghiêm đọc bill nè, coi ai mua được nhiêu nè. Sau khi tính toán thì đội Amy và Ricky Star các bạn còn lại 205 Vicon. Yeah. 205 Vicon. Mua thua đi. Và lần đầu tiên đội Kevin Khánh Khởi My có số Vicon nhiều hơn, đó là 210 Vicon. Xin chúc mừng cả hai đội. Wow, wow. Các anh chị mua tiết kiệm thế. Mua một đống luôn á, sữa đậu nành nó uống được nửa chai. Nhường sữa đậu nành. Bây giờ mua tỏi về là một em đống. Em hiểu lý do tại sao chị ghét em chưa? Nè, giờ mua tỏi một đống gì không biết làm gì này, đem trừ tà hay gì? Ai mua tỏi vậy? Không, tại vì nguyên liệu của mình phải xào với tỏi. Rồi mà, ở dưới không. Ủa đâu có hột điều đâu xào với tỏi đâu. Vậy là mình còn dư 210. Có hạt điều với cả lạp xưởng. Mọi người có thể lựa Super Tooth. Chắc Super Tooth 200 đi. Em lựa. Trời, máu vậy em. Nhưng mà 200 là em chỉ lấy một cái thôi đó. Ôi nhờ. Thôi 100 đi. Vậy em lấy hai cái 100 với lại cái 50. Hai cái 100. Nợ lại 45 Vicon. Thôi 200. Sao lại khách nghĩ ra cái điều đó vậy? Mình có quyền mình ghi nợ mà. Ủa? Mình có nợ nhưng mà chỉ có hai người này không được nợ, thì hai người này tham gia có lần hà. À. Ai trả? Chết. Vậy em nợ ra rồi. Em nợ nha anh Nghiêm, em lựa thêm cái 100, em nợ 100 tương tương. Lấy chưa? Lấy rồi. Rồi, trên tay của các bạn đang là những cái Super Tool, thì hy vọng các bạn sẽ lựa này. Chọn và sử dụng đúng cái Super Tool để phát huy sức mạnh của nó. Và bây giờ sẽ là đến thời gian để các bạn nấu ăn ạ. Cooking time. Sao đồ của mình thủng vậy? Chị My hình như là đọc tool xong cảm thấy là chưa đủ độ độc ác. Hay hay hay, cái này xịn, bạn tay thơm mình đọc đi. Nhưng mà trước khi cái này xịn là sẽ có một cái gì đó không xịn lắm. Không xịn lắm vô cái mồm của mình. Ok, cái này dễ quá. Rồi, xin lưu ý là đội nào bóc được cái thăm là món hạt lạp xưởng hạt điều thì các bạn chỉ có 10 phút thôi ạ. Xin mời Kevin Khánh Khởi My sẽ nhân nút tính thời gian ạ. Rồi, dẹp, mình dẹp đây, đưa búa. Này, Ricky, anh mau dẹp mấy cái bắt đầu bây giờ đi. Bắt đầu bây giờ mình nấu nha mọi người. Bắt đầu chưa? Chơi, let's go. Đầu tiên, My sẽ bóc vỏ hạt điều mọi người ơi. My sẽ bóc vỏ hạt điều. Bây giờ anh lấy xúc xích ra, anh bỏ ra đĩa. Uống miếng sữa đậu nành làm ấm bụng. Anh thái ra nhá. Ôi, em cũng khát nước quá. Em uống sữa đâu nào, em lấy cái chén em pha đường vô. Đó, dạ, em uống không đường ạ. Ủa, sữa ốc chó, ủa lộn. Ốc chó này xào sao ta, chưa bao giờ ăn ốc chó xào luôn, nói thiệt luôn á. Bảo vô xào thôi hả, ăn có chết người không? Thật sự là hạt điều em cũng chưa bao giờ ăn gym với cả lạp xưởng. Không, cái món đó là của người Hoa. Ngon lắm, món đó là anh Khánh ghiền nó, mỗi lần về quê chị đã đặt mấy ký vậy nè. Ngon lắm. Wow, sữa đậu nành chị My mua đỉnh thật. Ngon lắm em ơi. Cảm ơn chị yêu. Đầu tiên để bảo đảm an toàn vệ sinh. Ủa, hai bạn ở quận mấy? Em ở quận Nhất. Nghe nói chỗ đó đang có ổ bệnh đúng không? Không. Chương trình nên chọn lựa những khách mời ở những khu không có dịch bệnh nhé. Chương trình đảm bảo an toàn. Thằng bé kia ở quận mấy? Ở quận Bình Tân, cũng gần quận 1 lắm, cách có 45 phút mà. Ừ, chứ nghe Tân Phú là quýnh liền luôn á. Gì đâu. Nếu mà có bạn Vi fan nào biết cách nấu ăn hai món này thì hãy comment ở dưới để bọn mình có thể nấu món này đúng rồi nha. À, xem đọc comment. Đâu, đọc comment đi. Anh Thái nó đừng vuông có hay là... đừng có dày quá. Đây bây giờ mấy bạn ơi, bắn tim đi. Trời ơi. Bắn tim đi. Các bạn kêu là ai hôm nay nhìn anh Khánh đẹp quá kìa, trời ai đó. Cũng khen mái tóc mới của anh Khánh. Ai cũng khen mái tóc mới luôn. Em đọc để ý là thấy là có bạn ghi anh Khánh để tóc này xấu quá, mấy bạn kia comment lại các tóc bạn đẹp ạ. Nào chúng mình cùng dọn chỗ này để nhớ còn lấy đồ trước bếp để lấy hình. Yeah. Cái nhãn này là sau khi nấu xong là bọn mình sẽ ăn nhãn. Đâu, hồi nãy Ricky nói là lột nhãn xong bỏ vô xào chung luôn. Đúng rồi. Xong, bậy rồi, cái này phải sắc hạt lựu chứ, em biết sắc hạt lựu không? Hạt lựu là vuông vuông á. Biết hạt lựu không? Biết. Ngày xưa yếu hình học lắm đúng không? Hạt lựu nó có nhiều hình. Từ đây, để em
em đọc. Hạt lựu phải sắc vuông vuông. Đúng vậy. Thật ra là cắt khúc vừa ăn là sao? Cắt vừa ăn là cắt khúc vừa ăn. Nhỏ tầm đó, một hạt lựu cân này nè. Ừ. À. Nó mỏng quá thì. Mấy bạn kêu là không thấy chỗ bắn tim mà trời, có chỗ bắn tim chứ. Bây giờ My đang bóc hạt điều ra để có thể xào. Chứ không thể nào mà xào với vỏ được mọi người ạ. Kỳ lắm. Mình à. Bây giờ My sẽ giúp Khánh gì đây? À Khánh ơi. Đứng yên đừng quậy. Trời ơi người ta à, đứng yên đừng quậy. Giúp nhau thật là dễ dàng. Không chị đâu có giúp đâu, nãy giờ chị đứng yên không á. Quê của Khởi My sắp vào mùa trái cây rồi mọi người ơi. Hồi nãy xuống dưới có coi ké bơ Nam Long. Nghe nói là 139.000 một ký. Hiện tại vườn nhà Khởi My cũng có bơ nha mọi người, bơ sáp nha mọi người. Chắc bán 130 thôi. Bơ sáp em thấy ở Sài Gòn bán khá là mắc. Ồ vậy hả, bao nhiêu em? Thì toàn là tầm đúng 50.000 một ô, 50.000 một quả. Mẹ, mai rinh mấy chục ký bơ ở dưới Long Khánh lên đây bán kiếm lời. Ê kiếp, có ai mua đặt trước không để em đem lên? Dạo này khổ quá rồi, thêm người MC kèm thêm bán bơ. À rửa hành. Ôi, xem ở trên này thấy anh Khánh là đang thái. Anh rất là điêu luyện. Anh Khánh ở nhà là nấu ăn mà em. Ôi thật đó hả? Cho nên mỗi lần lúc nào cũng nấu ăn cho hai người luôn à? Đúng. Wow. Nếu anh Khánh không nấu thì anh Khánh sẽ chết đói, bởi vì chị đâu biết nấu ăn. Anh Khánh sẽ chết đói, chết dần, chết ngoan. Một câu chuyện buồn. Đó là một câu... đó là một câu chuyện thú vị. Mày muốn em thử lấy vợ vậy đi Ricky, em sẽ thấy rất là thú vị. Đúng rồi. Dạ thôi. Em cảm ơn. Thử đi, vui lắm. Vui lắm. Gia đình luôn luôn ngập tràn tiếng cười. Vui lắm. Trời ơi, vui. Sao nghe vui mà có vẻ... sao mặt kỳ, anh thay đổi kỳ. Có vẻ kiểu gượng gạo lắm. Vui lắm. Chơi từ dưới lên tới trên đầu. À mọi người, tóc của Khánh hôm nay là do My nhuộm nha mọi người. Ôi đỉnh thế. Tóc của Khánh là hôm nay là do My nhuộm nha. Ngày... Em coi nè, đằng sau là chỗ đen, chỗ đỏ. Không, cao. Màu này là quá đẹp rồi. Cảm thấy hôn nhân là một môn thể thao mạo hiểm. Cái gì? Em nói cái gì? Em biết tại sao chị ghét em chưa? Chị My luôn miệng nói là em đừng làm rapper đấy nữa. À. Hôn nhân mà là một môn thể thao mạo hiểm. Hôn nhân là một môn thể thao là gọi là sao? Nè, không anh Khánh chiếm bếp của bọn mình đấy. Khánh không có chiếm bếp đâu. Nhưng mà chính ra chị My không nấu ăn ở nhà, nhưng mà chị My rất là khéo những cái việc khác đúng không? Không khéo việc gì luôn. Sao anh Khánh nhìn vào mình như kiểu là không, bà My là có cái miệng khéo. Chị My nó tươi sáng và đẹp như vậy sao? Có hôm chị thấy anh Khánh lưới cuối xuống rửa chén tội nghiệp quá, nên chị quyết định là từ nay sẽ phụ anh Khánh rửa chén và không để Khánh rửa chén một mình nữa. À, đọc comment. Hả, kết quả gì anh Nghiêm? Bây giờ em hứa rồi, bây giờ trên 5 cái chén là em rửa. Còn ngày xưa là em chất một núi xong em mới rửa. Vậy, hôm bữa cũng được 4-5 lần như vậy là... Bà kêu bà rửa chén là trong nhà bà làm một việc là bà rửa chén. Ừ. 5 ngày bà rửa chén một lần. Ok, you get it, ok. Ôi, thật sự luôn ý. Lúc đó là... Nè. Là trong không... đó có một số sinh vật khác nữa hả? Một đống gì nè, trời đất ơi, mà kêu cái mình cũng nhắc khéo mì rửa chén mì. Ok, chiều đi tập tạ xong về em rửa. Rồi xui khiến sau nó hay lắm, là những cái chuyện đó là nó sẽ dòng làm sao mà giống như thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao đó. Đúng ngay cái khúc đó là bả có công việc gì đó, là bả bận gửi mail gì rất là bận biểu. Thôi em rửa luôn chứ sao. Đúng rồi, tự giác đi ông ơi. Đúng rồi, tự giác chứ không thôi bị quýnh. Đúng rồi. Ai quýnh? Cái tướng này sao quýnh lại? Ai biết quýnh mà, quýnh chỗ tại không? Cái tánh của Khánh á, nếu mà không làm là Khánh sẽ tự giác Khánh làm. Có nghĩa là không có kêu ai hết trơn á. Thấy không làm không, nói hai lần mà không làm là tự giác vô làm. Em lợi dụng chỗ đó đó. Nhưng mà em kiểu em hay xem hài độc thoại ở trên mạng ấy. Mà kiểu họ toàn kể về kiểu họ có vợ xong rồi kiểu cứ đến khi mà kiểu một đống việc phải kiểu làm ấy, như kiểu rửa bát lau nhà ấy, vợ toàn giả vờ mệt ấy, xong rồi đi ngủ luôn ấy. Chị không mệt luôn em, chị đặt đi chỗ khác mà. Trời ơi.
Xin lưu ý là đội của Amy và Ricky Star các bạn đã trải qua được 8 phút rồi ạ. Trời ơi. Lo ngồi đứng bốc bốc. Lo nhiều chuyện. Bốc ít thôi, không có ai ăn nhiều đâu. Chỉ có ba vị giám khảo nhỏ xíu thôi. Không, ba vị giám khảo cũng phải là... Tính ra ba vị giám khiểu... Lộn, ba... giám thiểu, ba vị giám thiểu. Ok, ba vị giám thiểu nha. Ba... Đi nhớ nha. Thế rồi, ba vị giám thiểu này kiếp trước có làm cái gì đó thức giấc. Là ta bóc tỏi hả? Mới làm giám khảo với chương trình này. Thời gian của em còn bao lâu ạ? Sao nó vẫn như nhau trời? 2 phút. 2 phút? Oh my god. 2 phút thôi. Đủ để sao lên. Ôi mọi người mở bếp đây nào. Rồi mở phun đó. Em nghĩ là chắc là mình chỉ nên ngồi thôi. Không phải, cái này lâu chín. À cái này lâu chín lắm mà. Nó lâu lắm. R một lần. R anh. Bây giờ em xài lạp xưởng trước. Chắc 14 đi. Ok la. Ok la. Ok la. 2 phút mình có thể xào hết được không dạ? 21 mà gia đình em về già mà khó khăn quá là em cho Khánh đi tập tạ 6 muối xong đó ở chừng livestream nấu ăn. Ôi đừng đừng bóc nữa, bóc tỏi đi anh, bóc tỏi đi. Sau đó tất cả các nhãn hàng bột nêm này, dầu ăn nè, các cái là ùa vô không? À. Đặt hàng. Tôi làm một món tỏi, gì đó tỏi, để tỏi cho cô ấy. À, sorry. Đây đợi xíu. Ôi, nó vừa cháy một cái gì đấy, phải không? Rất là dễ thương nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn. My ơi, có cần ai rửa chén phụ không hú em? À không nha em. Chị My ơi, cho em xin một ngụm nhá. Ok, uống hết luôn đi em. Trời ơi, còn có 2 phút nào đội kia chưa bắt chảo nữa kìa. What? Còn 2 phút quá hả? Mấy bạn khán giả, mấy bạn khán giả năn nỉ là cho Amy thêm 5 phút. Ok. Ok. Ok luôn. Trời yeah. I love you guys, I love you. Mấy bạn khán giả có năn nỉ là cho đội Khởi My thêm 300 icon. À, chuyện này không ok My ơi. Ủa anh đối xử phải công bằng chứ. Sao đội kia xin ok rồi em xin không ok. Ít quả thêm, thêm. Do đội của Amy và Ricky Star các bạn được thêm 5 phút cho nên bắt buộc là các bạn phải hát một bài hát. Bài mới. Đời ta chẳng còn chi, mai chẳng tay mà thôi đời bắt gặp. Hay là bọn mình hát bài mới ra bọn mình đi. Bài gì? Bài gì? Em hát trước đi, em hát trước đi. 1, 2, 3, 4. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Vui thôi, đừng vui không, quá không, con về với em. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tích tắc mà sao anh chưa về. Mùa corona nó ăn mà nó hát quá trời luôn. Anh đừng thế, anh đừng mang. Chúc giám khảo may mắn ơi, đừng làm trái tim này vỡ đôi. Trời ơi, tôi thấy đứa mấy nhăn. Nói lời xin lỗi rồi thôi. Giờ này anh đâu rồi. Ủa, anh là gì vậy? Mấy giờ rồi, vẫn càng taxi. Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hát gì hơi. Em đang tập thai, em mất sorry. Em bảo là nhớ được cái OT đi. Nhưng hàng chưa kịp được món khai vị. Nhắn điện thoại kia về nhà đi. Là sao? Tàn, thì bây cô lụ bạn. Vì đường thì đông đúc, ở đây về thời gian nang. Thì cái đèn đỏ. Thì cái đèn xanh. Em có thấy rap mà nó không hợp với em không? Không hợp với em một chút xíu nào luôn. Thật nên không hề hợp. Không hề hợp nha. Em vừa có thể rap mà em vừa có thể làm rapper. Chị nghĩ em nên đổi hướng đi diễn hài. Hạt nêm. Ồ em mà diễn hài ai chứa chị ô. Thank you anh Khánh. Ủa anh Khánh vừa cứu My chỉ cho My hạt nêm ở đâu không My chịu. Đúng rồi, món con này nó ngon quá, em muốn vô đây làm ghê dễ sợ. Trời ơi, con bé nó rắc bột nêm mà nhìn sợ luôn á. Hậu vệ của em nè. Đệ tử của em đó mọi người. Muối mặn miễn khơi sắp tới rồi nha, giám khảo. Hình như những đứa tên My nấu ăn rất ngon. Thật sự. Trời đất ơi. Nghe không bất ngờ mà nghe giọng Khánh phía sau cười, phía sau tới nghe không bất ngờ. Có gì đâu đó, mà bất ngờ. Đó. Không có gì đâu mà bất ngờ. Cái tiếng cười như vọng về từ phía sau á. Giọng gì? Cười lại thử cái đi Khánh. Ừ, đúng rồi. Nghe như của phù thủy vậy. Ơ quên, này là của em mà. Ủa? Oh my god. Em thấy nấm của chị vẫn mới rửa xong thôi đó. Đúng rồi, nấm của chị mới rửa xong thôi. Vì anh Khánh chưa có luộc tật xong. Phải cho thêm cái gì nữa nhở ngoài muối nhở để xem muối. Công thức nào. Khánh luộc tật xong rồi mọi người ơi. Ok, cho ít nước vào chảo. Ừ. Ít nước vô chảo. Một ít nước. Một ít nước làm nữa là khoảng một chén á mọi người để nấu súp luôn. Chết rồi. Không
không cần nước đâu. Không cần nước đâu em ơi. Đó, thằng sao cái món đó nó dễ quá vậy? Xong rồi đó. Cái này đúng mà của người Hoa mà làm là phải có thêm thịt heo nữa. Ờ, thịt heo sắc đủ luôn. Hay cho cả nước mắm vào xong cho ít nước. Đúng rồi. Đúng rồi đó em. Em à, nó sẽ thành món kho đó em à. Một xíu thôi. Em đây. Em mở không được. Rồi em không cần cân đo đếm rồi. Em đổ vô. Đây em ơi. Đúng rồi. Mình đâu biết. Thở đến thở. Mình đâu biết. Ricky Star ơi, các bạn còn khoảng 1 phút thôi nha. Rồi ok được rồi em. Đây. Ok ok. Nhỏ lửa. Muối mặn miệng khơi, muối mặn biển cơ. Cho một ít nước mà đi, cho một ít nước mà. Xem nhé. Trời ơi. Trời ơi. Tèm lem ra rồi đúng không? Thôi rồi, bắt ra đĩa thôi. Ủa chết rồi, hết đĩa rồi. Đây. Mọi người ơi, vậy là mình sắp đúng rồi. Mình ơi. Vì chúng ta sẽ phải trình bày cho ban giám khảo ăn cho nên mình sẽ chia ra thành 3 cái phần ăn trong 3 cái dĩa nha. Ok ạ. Sao nãy giờ anh không có bóc cái này, anh bóc không giống cái này là mình làm lẹ nãy giờ rồi. Trời ơi, không biết đâu. Cái này mình xào lại mà. Đội của Kelvin khởi mi các bạn còn lại 5 phút ạ. Từ từ đi, để bếp trưởng hướng dẫn. Trời ơi. Phụ bếp làm. Sau khi chương trình này thì mi về mi đã học được thêm một món ăn nữa. Đó em có thể là... nếm thử. Múc ra một cái chén nếm thử. Vâng ạ. Chúng tôi thấy lạp xưởng có phần đang cháy đen rồi nha mọi người. Đâu cháy đen, mới gọi là cháy xém. Là cháy xém xíu nữa đen. Chị My hát bài mới đi hả? Thật sự cái bài này chị thu cách đây chắc một năm rồi, vì chị không thuộc nữa nha mọi người. Mọi người chịu khó nghe YouTube giùm. Ngon. Không bị mặn quá. Mấy bạn nói là My hát bài mới, anh Nghiêm sẽ cho My thêm 300 vi con hả? Không được. Thôi bỏ đi, dẹp đi. Thiệt cái chứ. Trời ơi, bắn tim đi. Mấy bạn nói hôm nay là mạng lát, có gì đâu lát mọi người. Không có giật lát gì hết nha. Hương vị của đại dương lại ùa về rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, My thật là tự hào. Level hơn em, cái level nó còn hơn tôi nữa nha mọi người. Chúc em mọi ơi, người may mắn. Em quên là mình có nhãn nè. Tính ra là trước khi mọi người đến với chương trình mỗi ngày, mọi người thắp ba nén nhang cho em thành tài. Nên điểm đĩa khác. À, mình còng bước ra khỏi nhà, mình ăn đồ bậy giờ mình không bị gì hết là được. Đây là món là lạp xưởng rim hạt điều sạch sẽ ngon lành từ Amy và Ricky Star gửi đến tất cả mọi người. Mọi người thấy sao? Ít thôi, chừa lại một miếng hai đứa tự nếm, tại ba giám khảo ăn có một muỗng à. Ok. Ôi nhưng mà bên này ít quá, em nghĩ là cho một ít. Rồi. Ăn cái này là không có sợ bị cao huyết áp mỡ trong máu đâu. Dầu mỡ nhiều lắm. Mình còn có muốn tráng miệng đó em. Chiên xong mà, dầu vậy nè. Không có sợ bị tắc nghẽn mạch máu nha. Thông suốt, có mỡ hết trơn lưu thông suốt. Ngoài ra, bọn em còn có cả tráng miệng cho ba vị ban giám khảo. Thấy chưa, cảm động quá luôn á. Dầu mỡ ăn thêm nhãn cho đủ ghen nha. Rồi. Rồi, xin mời đội của Amy và Ricky Star chúng ta sẽ Let's ăn. Lạy la. Trời ơi, A Khánh làm kìa. Lấy hành. Xin mời. A Khánh ơi. Bên phút của mình như một cái bãi chiến trường game. Bây giờ bọn mình phải rửa. A Khánh có vẻ đang làm rất là chuyên nghiệp. Trời ơi, sao cái tóc A Khánh lên tia gì nó đỏ dữ vậy A Khánh? Hãy ăn thử của bọn mình đi. Đó các bạn thấy chưa, sau khi về ở với tôi 2 năm tôi huấn luyện được rất là nhiều món ngon. Bây giờ tôi trở thành trưởng đầu bếp rồi, đây chỉ là phụ bếp thôi, kêu gì nấu đó. Được cái rất là thông minh, học ít hiểu nhiều, học nhiều không hiểu gì hết. Ok đúng không? Mặn quá hả? Sao em? Ngon. Thấy sao? Thanh đạm có chiều sâu. Món ăn mà có tắt chiều lửa sâu đúng lúc. Món ăn thanh đạm có chiều sâu, tắt lửa đúng lúc nha. Yeah. Mọi người. Yeah. Mọi người thấy ủa, sao anh đang làm gì đó? Dạ đang làm mọi. Ủa em ơi
Bên đây nhìn ngon quá em ơi. Trời sao nhìn ngon thiệt cái ta. Đây chơi lâu quá, kinh nghiệm hay sao á. Gì? Ôi trông kiểu đỉnh thật sự ấy. Trời ơi, mọi người chưa thấy bác anh Khánh làm bánh Doraemon đâu, y như Doraemon vậy. Em ơi, nhìn... Well, well. Đây là tim bầu dục đúng không ạ? Ờ, đây là trái cật các em. Trái cật á. Là tim bầu dục ấy mọi người. Con bé nó tự hỏi nó tự trả lời luôn. Tim bầu dục là gì? Tim bầu dục người người Hà Nội thường gọi đấy là tim bầu dục. Tim bầu dục. Bầu dục. Vâng. Là trái tim có hình bầu dục hay là cái tim chơi bóng bầu dục? Em không biết nhưng người Hà Nội gọi như vậy nhưng ở trong này gọi. Cô này đưa ra một câu hỏi rất là ngu si đúng không? Tim cần. Nó phải trả lời sao mới đúng đây ta? Là tim có hình bầu dục. Tim hình bầu dục. Cô, mấy bạn kêu là corona thu hết sóng rồi giật quá. Trời ơi. Có bạn nói là em ao ra ao vô tới 10 lần rồi đó. Thanh đạm và có chiều sâu, câu này hay, các bạn ghi nhận kìa. Có bài tập gym nào phát triển vòng 1 không? Cho tới bây giờ thì tôi xin được xác nhận với mọi người nha. Không có bài tập gym nào giúp cho vú bự ra hết. Chị cho đẩy, chị cho đẩy cao lên thôi. Căng ra thôi, giúp không bị chảy xệ, thắt nơ thôi. Chứ không có bài tập nào giúp cho vòng 1 bự ra được nha. Vòng 3 có thể bự ra được. Vòng 2 có thể nhỏ vô được. Nhưng vòng 1 không bự ra được nha. Dư muốn... quá trời. Dư quá trời nè ăn. Biết nhậu không? Cái mặt này mà không biết nhậu. Thế không biết nhậu luôn á. Uống lon một tỉnh bắt đầu luôn. Tin ông ta sao mặt thấy nhậu lắm. Nhậu thử biết liền. Đây tôi xin đưa vật thí nghiệm của tôi ra rượu cho bạn. Rượu cúng phải không? Cái chai rượu cúng rồi sao phải không? Rượu cúng. Đó, trời ơi. Wow. Ôi ngon quá. Anh để lại một ít cho bọn em ăn đi. Ủa sao lần nào Khánh nấu ai cũng xin cái tôi nấu cái gian xa. Tôi ra như là tôi bị dịch bệnh vậy đó. Thiệt luôn á. Buồn đi. Trời ơi. Nó ngon đỉnh ta. Nhìn kìa. Wow. Nè đừng có thái độ như vậy. Cũng là con người với nhau hết. Tại sao đối xử với con vợ như một con chó, còn đối xử với thằng chồng như thiên thần vậy? Đó, ăn giọng đi. Một dĩa nữa nè. Một dĩa nữa. Bốn dĩa lận nha. Kỳ sao anh Trường nhớ cho món thịt kho đi, nó kho một cái là chết. Kho một cái là chỉ có rụng nách thôi. Sủi sủi sủi. Sao mà hay thiệt chứ. Trời ơi, đẻ ra để làm đầu bếp chứ còn là ca sĩ em à. Em thấy ông ca sĩ không có một bài hit luôn. Không một bài hit nha. Ê, nghe gì bể kìa. Trái sao đâu, anh khốn nạn gì biết quen mặt trai luôn á. Mà hay phản ứng, anh không phản ứng em thấy không? Mà không hiểu trời. Sao mà vẫn có show đều đều, không một bài hit. Trời ơi. Nhà này vui quá ha. Mà nhà này có tiếng cười hơi u ám xíu. Hôm nay tiếng cười ngập đắng nuốt cay. Xong. Anh Ricky vừa bảo là ô có cái gì đánh rớt kìa. Trái tim của anh Khánh vỡ vụn. Vụn vỡ. Như đang nhầm nhỏ với tôi. Ở tập này mọi người không sử dụng Super Tool nào ạ? À? Ồ, hả quên nữa. Super Tool. Ôi trời ơi, quên luôn. Đấy là anh rồi đấy, em lo cũng thế. Giờ xài gì vậy? Ủa xong hết rồi xài gì? Đây, Super Tool của tụi em là chịu đấm ăn xôi. Loại thẻ cơ hội dành cho cô đội của chính mình. Hai thành viên phải ăn hết một món ăn đặc biệt của chương trình để nhận được món giải khát tráng miệng lấy lòng tổ giám khảo. Giờ nè. Trời ông kiểu ăn quá trời ăn luôn rồi. Trừng phạt gia vị giờ chót. Thôi xong rồi, giám khảo ăn rồi muộn mẹ. Ủa vậy hả? Không, còn cái này vẫn còn xài được. Thẻ trừng phạt bức tường vững chãi, loại thẻ trừng phạt dành cho đối thủ, hai thành viên dựa lưng vào nhau. Cũng xong rồi gian. Không, bây giờ xong rồi vẫn phải dựa lưng cho đợi nào ăn xong mà thôi. Đúng không? Ủa tôi có thẻ mà chứ. Tốn tiền còn... mua mà 100 bitcoin mà dựa lưng nè, đó. Nè tôi cũng có thẻ nè, mua bàn tay màu nhiệm. Mua bàn tay màu nhiệm là sao? Trừng phạt dành cho đối thủ giữ thăng bằng ly nhựa trên cái mua bàn tay. Nếu làm rớt sẽ cộng thêm một muỗng gia vị. Người ta cũng ăn xong luôn rồi má. Nhưng mà không phải cầm cái ly nước. Tại sao mà mình có thể quên được cái sự quan trọng này nhờ? Rồi, xin mời hãy đem hai ly nước đặc biệt dành cho My và Khánh à. Anh có quyết định xài này không? Thôi đừng xài. Không xài. Không, các bạn đã lỡ đọc cho nên chúng tôi bắt các bạn phải xài. Uống cái này có bị ai chỉ không ta? Thôi chết rồi, không được rồi. Mùi gì anh? Cà phê là được nha.
Ý cà phê sữa mà. Có thể một người uống được không? À xin giới thiệu với mọi người, Khánh từ xưa tới giờ nếu mà uống cà phê xong là tới thử như chó. Tôi có vài loại chất kích thích tôi không chơi được, đó chính là cà phê, thuốc lá. Là hai cái đó là hai cái đặc biệt tôi không thể nào đụng vô. Với bia nữa. Ôi. Nghe mấy cái ngon nhất luôn không? Khánh chỉ uống được. Khánh chỉ xài chích thôi chứ không hút được nha mọi đúng người. Đúng rồi, chỉ chích thôi mọi người ơi, tôi không xài uống nha, tôi chỉ chích thôi. Em đang định nói anh là một người đàn ông mà kiểu trời ơi, không rượu bia. Vậy tại không thích mấy cái đó. Chích là chích môi, bơm môi nữa kiểu cuối cùng cái gì? Con có uống được đâu mà. Cái gì? Nhưng con uống rồi. Thì sao? Nó có. Hay là bỏ thêm đường vào cho dễ uống. Không. Thì người này không uống được thì dạ người thôi, kia uống giùm em đi. Không, mọi người. Nó giống như có đàm của thằng nào ở trong này. Gì? Tả ghê quá à. Tả cái khác coi. Chứ anh mà nó có cà phê, nó có sữa, nó có gì nhầy nhầy mà chua chua. Nhầy nhầy mà chua chua. Nó uống rồi, bây giờ là cho qua được không? Em không uống cà phê được. Rồi bây giờ cởi mi, bạn có đoán được thành phần trong cái ly vừa rồi mình uống là gì không? Cà phê, sữa. Mới nói nãy luôn. Mới nói đó. Cà phê, đàm. Sữa, cà phê, sữa chua, đàm của thằng nào đó. Cái gì đó. Nó vui vui như dạng chanh hay giấm gì. Ít nhất thì Khởi My phải uống được 50% ly của mình thì dẹp đi. Thánh được. Thôi nghỉ. Dẹp đi. Rồi dẹp rồi. À, không cho nước giải khát nó làm gì tụi ba giám khảo. Ờ, không cho nước giải khát rồi sao? Là bonus kêu thêm thôi. Ờ. Giờ tôi không thích nữa. Ôi thời buổi nay chủ nhà ai muốn nói gì nói. Tao quýnh mày nha. Ăn. Bây giờ cho em xin vài miếng của món. Ờ nói gì chứ cho xin miếng chứ. Đây chắc chắn là tim bầu dục. Mọi người đúng rồi mọi người ơi. Mọi người chấm điểm đi. Mọi người nói là giờ mới biết anh Khánh không uống được cà phê. Không uống được cà phê nha mọi người, uống vô xong. Có một lần, có một lần Khởi My mua lộn rau câu có cà phê. Anh ấy ăn rau câu ngon lắm. Này nhưng mà anh bỏ thêm đường vào đúng không? Ờ, có được. Nó ăn phải thêm cái đường. Tại vì anh nấu cho ban giám khảo á, ba mấy người này thèm ngọt không à. Thích ngọt lắm. Thật sự ngon. Dạ ăn đi. Ngon dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm của ban giám khảo. Thì vừa rồi các bạn đã ăn thử cả hai món của cả hai đội. Bây giờ các bạn khi có hiệu lệnh các bạn sẽ đẩy cái dĩa mà mình nghĩ là ngon hơn. Trời ơi, trước bên đội bên kia ăn gian đưa nhãn thêm nữa kìa. Không, em nói thiệt, nếu em sẽ không chọn đội mình, em sẽ chọn đội hạt điều. Tại vì hạt điều lạp xưởng nó ngon lắm. Rồi, 3, 2, 1, xin mời ạ. Cái chua. Ui trời ơi. Sạc mùi. Ủa là mình thắng hay sao? Ủa là mình thắng hay sao? Là mình thắng. Đơn giản thôi, hạt điều cũng đã làm sẵn rồi. Ngon hay không là do cái lạp xưởng là cũng làm sẵn. Mình thắng rồi. Rồi, nó chiên anh thôi. Hay quá. Hạt điều này là hạt điều thượng hạng nha. Nói vậy tôi không chịu nha. Hạt điều này là hạt điều thượng hạng. Được giảm giá bán 50%. Rồi tự gói lạp xưởng đi. Đúng rồi. À không, lạp xưởng là ở dưới tiệm gói rồi tự tay Ricky với Ami phải xuống dưới. Rồi phải tìm tòi. Tòi cái gì đó. Rồi mới đem lên đây mới đúng rồi. Nấu bằng cả trái tim nữa. Nấu bằng cả trái tim. Hương vị là bình thường thôi. Nó ngon là trái tim đi mà. Đúng không? Đúng rồi. Lần đầu tiên tham gia thử thách. Đọc comment kìa. Thua đọc comment gì nữa. Nhưng tới đây là hết rồi. Thôi đừng có cọc, đọc đi. Món mi nấu bị cách ly, wow, nghỉ chương trình luôn đi. Chị Mi hay chị Amy cao hơn vậy? Bằng nhau mọi người ơi. Ờ bằng trang luôn mọi người. Cái đôi dài là chưa biết được. Cái đôi dài bà Mi độ cao lắm. Không có độ, vậy này không có độ. Không, cao bằng nhau đấy ạ. Vậy là bằng. Khánh chỉ uống trà sữa thôi. Ồ wow. Nhìn mọi người ăn em cũng đói luôn. Món chị Mi nấu bị cách ly. Làm gì cách ly tôi đâu có bị corona gì đâu mà cách ly tôi. Cô là cô rô. Này, người... Cô là cô rô hồn, phải cách ly cô chứ. Cô hồn. Cô là cô hồn. Cô rô hồn. Ủa nhưng sao mọi người toàn bảo là chị khoai muối đi là sao? Đúng rồi, chị Mi có 6 muối á. À, chị Mi 6 muối. Không, đó. Ngày xưa là 6 muối rõ lắm nhưng dạo này thì Khởi My không có biêu 6 muối nữa. Khởi My nghe nói là con gái mà biêu cái mông lên bự nhất là đẹp nhất. Khởi My đang định biêu lên 150 đó mọi người. Oh my gosh. Đúng rồi.
Nicki Minaj, định làm Nicki Mi nè. Cái mông cả đó là ngồi ghế gỗ không bao giờ đau mông luôn á. Em quá. Nicki mì gối. Rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng thua rồi. Thì chúng tôi sẽ bị trừ 100 corona ấy không? Vi con. Corona. Vào tuần sau. Rồi bị trừ 100 vi con vào tuần sau chứ gì? Đúng rồi. Thế con đội thắng hả? Đội thắng thì được ăn hết. Không. Đội. Ủa nãy giờ đau bụng lắm sao Nicki? Tôi ăn hết cái chảo luôn rồi đó. Nãy sao nếu đi xuống xin không đang thử món thôi mà. Ủa em qua bên đây em đẩy anh qua đây vậy? Anh nãy thử bên đây má thử món thôi mà. Còn đúng miếng cật của con này thôi. Kìa ông Nghiêm chưa ăn luôn. Anh ngon quá làm gì? Anh Trường chưa thử luôn. Nó ăn chừa đúng có một miếng cật anh rồi sao chứ? Một miếng cật giống như ông cho. Anh bây giờ này em khỏe không? Buổi sáng của em thế nào? Không biết cực. Thôi mọi người tiếp tục đi chương trình đi chứ hả? Em á chị Diêm em từ nãy giờ rồi đó. Cái mặt thì hề mà đòi đi làm rapper tao ghét rồi đó. Trung đội mi à. Sao mọi người là cái mặt này như thế? Chị mi chỉ thô và chỉ thiệt lắm. Chị có được cái thiệt lòng ghét ai nói liền à? Cảm nghĩ của hai đứa là sao? Dạ em thấy vui no. Ôi chưa chừng. Quá giọng cười này ghê luôn á. Nó quá giọng cười Khánh. Dạ. Còn à Amy. Ôi để cho anh cười nốt đó. Hồi nãy trước khi mà Amy đi chương trình anh mình nói là lần trước em tới đây em chỉ có cười thôi. Kỳ này sao? Kỳ này em lại còn cười to hơn đó. Và nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây giờ là em nấu được một món rất là ngon nữa đó. Món lại còn em... thắng cuộc anh chị nữa. Chị nói nghe kỳ sau mời người khác rap nha. Chị. Chị My thủ thỉ với em hơi to. Tiếc. Sao mời được cái rap mà mời đóng clip là mời nó. Hiếm quá. Tôi chưa bao giờ rap tôi rất là tự hào về My và cái vụ mà đi kiếm chuyện người khác. Tôi tự hào nhất cái chuyện đó luôn. Và các bạn thấy không, tôi cười trong một sự thích thú. Tôi sướng. Thấy không, bởi vậy đó, mái tóc được tôi nhuộm rất là đẹp. Thấy không? Yes. Người cảm thương đang cho Khánh. Thương cái gì mà thương, là... Ủa gia đình người ta hạnh phúc không? Không, là kiểu như là ngưỡng mộ quá. Là mình ngưỡng mộ quá. Gia đình vui, hạnh phúc quá. Nhà quận mấy vậy? Số nhà gì vậy? Tân Phú. Tân Phú không? Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn hai bạn đến với chương trình này. Dù có một cái sự chênh lệch về nhan sắc, một cô bé quá đáng yêu và một chàng trai quá hệ. Không sao đâu em, đừng buồn. Không sao, đừng buồn nha. Không sao, đừng buồn nha. Nói chung là hai bạn rất là dễ thương ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình là Cặp Đôi Cặp Đi. Và các bạn khán giả nữa, cảm ơn các bạn. Hôm nay mạng hơi giật lắc đúng không các bạn? Mong là sau khi chương trình này phát sóng lại thì các bạn sẽ bắn tim nhiều hơn, tăng lượt xem nhiều hơn để cho ekip chương trình cảm thấy vui hơn và các khách mời cũng cảm thấy sung hơn nha mọi người nha. Đúng rồi, và nhớ xem MV của Amy và Ricky San nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye. Các bạn ơi, nhớ coi nha, chứ MV sau là không có Ricky San nữa đâu. Bye bye.